Thông tin từ báo Người lao động, tối mùng 2 tháng 11, quân đội Israel xác nhận lực lượng biệt kích hải quân bắt giữ thành viên Hezbollah cấp cao trong chiến dịch chưa từng có ở miền Bắc Liban. Theo truyền thông Liban, đơn vị đặc nhiệm hải quân thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thực hiện chiến dịch đột kích vào một ngôi nhà gỗ trên khu vực bờ biển Bashao, phía nam thành phố Tripoli và bắt giữ một người trước khi quay trở lại biển và rời khỏi khu vực bằng xuồng cao tốc. Cơ quan thông tấn quốc gia Liban đưa tin, một lực lượng quân sự không xác định đã tiến hành một hoạt động đổ bộ trên bãi biển Ba Trao và di chuyển đến một ngôi nhà gỗ gần bãi biển. Camera an ninh ghi lại có hơn 25 quân nhân xuất hiện tại bờ biển Ba Trao cùng cảnh binh sĩ áp giải một người, người đàn ông bị trói tay ra sau lưng. Cuộc đột kích diễn ra cách biên giới trên biển của Israel với Liban khoảng 140 km về phía bắc. tờ The Times of Israel nhận định diễn biến này là một hoạt động bất thường về cả bản chất và địa điểm sâu bên trong Liban. Cuộc đột kích này gây chú ý bởi lẽ trong khi IDF tấn công miền bắc Liban bằng các cuộc không kích, lực lượng mặt đất lại hoạt động ở phía nam nước này. Nhà báo người Liban Hassan Elak, người đầu tiên đưa tin về cuộc đột kích, trích dẫn các quan chức quân sự Liban giấu tên cho biết, hoạt động này dường như thực hiện phối hợp với hải quân Đức hoạt động trong lực lượng UNIFIL nhằm ngăn hải quân Liban can thiệp. UNIFIL, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, bác bỏ thông tin tham gia vào hoạt động này. Một phó phát ngôn viên giấu tên nói với kênh Saudi Asia News rằng việc phát tán thông tin sai lệch và tin đồn vô căn cứ là vô trách nhiệm và gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Lực lượng phòng vệ Israel sau đó tuyên bố đơn vị biệt kích thủy quân lục chiến Shai Etet 13 thực hiện hoạt động này. Tờ The Guardian dẫn xác nhận của quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã bắt giữ một đặc vụ cấp cao của Hezbollah, đưa người này đến Israel để đơn vị 504 thuộc Cục Tình báo Quân sự Thẩm vấn. Hãng truyền thông Asius trích dẫn các nguồn tin của Israel cho biết người đàn ông bị bắt là Imad Amhas, chịu trách nhiệm cho các hoạt động hải quân của Hezbollah. Theo cách nói của IDF, Imad Amhas là nguồn kiến thức quan trọng trong lực lượng hải quân của Hezbollah. Phát biểu với đài tin tức địa phương al Jadid News, Bộ trưởng Công chính và Vận tải Liban Ali Hamie cho biết Amhas là thuyền trưởng dân sự và đang theo học tại một học viện hải quân dân sự. Về phía Hezbollah, lực lượng này không bình luận về thông tin Amhas thuộc lực lượng này. Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati cho biết Liban sẽ để đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời ông Mikati yêu cầu quân đội Liban và phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc điều tra vụ việc. Bộ trưởng Hamie nói, vụ bắt giữ Amhaj diễn ra cách nơi cư trú của người này 100 mét. Nếu chứng minh được rằng vụ bắt giữ liên quan đến một cuộc đổ bộ của hải quân, thì việc thực hiện nghị quyết 1701 ở đâu? Cùng ngày 2 tháng 11, IDF ước tính lực lượng mặt đất và các cuộc không kích đã tiêu diệt khoảng 2.000 thành viên Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ ở miền nam Liban một tháng trước. Thông tin từ Vietnamnet, trang Asia dẫn lời một quan chức Mỹ nói, Chúng tôi đã nói với Iran rằng Mỹ không thể kiềm chế Israel và Washington không thể đảm bảo được cuộc tấn công tiếp theo của Israel sẽ được điều chỉnh và nhắm mục tiêu như cuộc tấn công trước đó quan chức mỹ cho hay thông điệp trên được truyền tải trực tiếp tới người iran song nguồn tin israel lại cho biết nó được chuyển từ mỹ tới iran thông qua thụy sĩ israel tuyên bố có thể đáp trả ngay cả khi cuộc tấn công của iran xuất phát từ lãnh thổ iraq điều đó sẽ phụ thuộc vào quy mô của cuộc tấn công và kết quả của nó một quan chức israel cho hay theo báo cáo cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran hôm 26 tháng 10 diễn ra sau khi Israel tham vấn Mỹ suốt nhiều tuần về loại mục tiêu sẽ tấn công. Hiện nhà trắng và Tehran từ chối bình luận về tin tức trên, vốn được tiết lộ vài giờ sau khi lãnh tụ tối cao của Iran dọa Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng chí mạng do các vụ tấn công nhằm vào nước này và các đồng minh. Hôm 31 tháng 10, Axios dẫn các nguồn tin tình báo Israel cho biết Iran đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn chống Israel từ lãnh thổ Iraq Kế hoạch này dự kiến diễn ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 nhằm đáp trả cuộc tấn công gần đây của Israel và Iran. Theo đó, Tehran có thể dùng một lượng lớn máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo để tấn công. Ngày 1 tháng 10, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Israel để đáp trả các vụ ám sát những nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo của Hamas, Hezbollah và quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo. Tới 26 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công các địa điểm quân sự bên trong Iran để đáp trả. Iran cho biết các cơ sở quân sự ở Iran, Tehran và khu Zestang đã bị tấn công, nhưng thiệt hại hạn chế. Ít nhất 4 binh sĩ Iran và một thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Thông tin từ báo VN Express, Israel thông báo tấn công mục tiêu nghi là kho đạn, sở chỉ huy đặc nhiệm Thát Quan và đơn vị phụ trách vũ khí thuộc Hezbollah ở miền Tây Syria. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Avichai Adrae vào ngày 31 tháng 10 cho biết không quân nước này đã mở chiến dịch tập kích các vị trí của Hezbollah ở thành phố Al-Qusay thuộc tỉnh Homs, miền Tây Syria nhằm ngăn hoạt động chuyển vũ khí từ Iran tới các nhóm vũ trang qua ngã Syria. Quan chức Israel cho biết mục tiêu trong trận không kích là kho đạn, sở chỉ huy của đảng nhiệm Tatwan và đơn vị phụ trách vũ khí thuộc Hezbollah chịu trách nhiệm cất giữ phương tiện chiến đấu cho nhóm IDF. Thêm rằng đơn vị này gần đây mở rộng hoạt động sang Syria và tích trữ vũ khí tại vùng Anqisay. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana cho biết Israel tấn công khu công nghiệp tại thành phố Anqisay và các khu dân cư tại tỉnh Homs. Trận công kích khiến một số dân thường thiệt mạng và bị thương, làm hư hại nhiều ngôi nhà và hàng loạt công trình trong khu công nghiệp. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syri, viết tắt là SOHR, có trụ sở tại Anh nói rằng IDF đã mở ba đợt công kích nhằm vào an và vùng lân cận, khiến bảy dân thường và ba tay súng Syri làm việc cho Hezbollah thiệt mạng, 11 người bị thương. Lực lượng Hezbollah chưa lên tiếng về thông tin. Israel nhiều lần không kích các địa điểm tại Syri sau khi nội chiến tại nước này bùng phát mục tiêu thường là các nhóm vũ trang có liên hệ với Iran, trong đó có Hezbollah. Song đôi khi IDF cũng tấn công vị trí quân đội chính phủ Syria. Giới chức Israel hiếm khi lên tiếng về các đòn tập kích ở Syria, nhưng từng nhiều lần tuyên bố sẽ ngăn chặn Iran tăng cường hiện diện tại nước này. IDF gần đây cũng đẩy mạnh không kích biên giới libanon Syria vô hiệu hóa hai trong sáu cửa khẩu giữa hai nước kể từ khi xung đột Israel-Hezbollah leo thang. Israel cáo buộc Hezbollah chuyển vũ khí từ Syria vào Lebanon qua các cửa khẩu trên bộ, vốn nằm trên tuyến sơ tán chính của hàng nghìn người dân Lebanon. Thông tin từ Báo Lao động, Ít nhất 46 người thiệt mạng trong những cuộc tấn công của Israel tại các khu vực ở giải Gaza trong ngày 31 tháng 10. Giới chức y tế địa phương cho biết, hầu hết số thương vong tập trung ở phía bắc Gaza, nơi có cuộc tấn công nhắm vào một bệnh viện, khiến hàng loạt vật tư y tế bốc cháy và làm tê liệt các hoạt động chăm sóc bệnh nhân. Quân đội Israel cáo buộc Hamas tận dụng bệnh viện Khaman Adwan ở Beth Lahia thuộc miền bắc giải Gaza làm căn cứ quân sự và cho rằng đang có hàng chục kẻ khủng bố ẩn nấp ở đó. Tuy nhiên, Hamas ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này. Theo giám đốc điều dưỡng của bệnh viện Kaman Adwan, một số nhân viên bị bỏng nhẹ khi quân đội Israel tấn công vào tầng 3 của bệnh viện. Tuần trước, quân đội Israel cũng triển khai một cuộc đột kích vào bệnh viện Kaman Adwan và chiếm đóng trong một khoảng thời gian. Israel cho hay đã có 100 kẻ tình nghi là Hamas bị bắt giữ trong cuộc đột kích và hiện tại xe tăng vẫn chiếm đóng ở khu vực gần đó. Cũng trong ngày 31 tháng 10, khoảng 16 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào hai ngôi nhà ở trại tị nạn New Serat thuộc trung tâm giải Gaza. Bệnh viện An Auda đã phát hiện một nhân viên y tế và hai phóng viên địa phương trong số những nạn nhân. Phía Bắc Gaza đang là trọng tâm chính của những cuộc tấn công mà quân đội Israel triển khai trong những tuần gần đây. Vào đầu tháng 10, Israel cũng cho xe tăng càn quét hàng loạt khu vực ở phía Bắc Gaza như Jabalia, Beth Hanau và Beth Lahia nhằm tiêu diệt tận gốc Hamas. Cuộc chiến ở Gaza nổ ra khi Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, giết chết 1.200 dân thường và bắt cóc 251 con tin. Kể từ đó, Israel liên tục tấn công Gaza nhằm đưa những người bị bắt trở về và tiêu diệt Hamas, nhưng lại khiến hơn 43.000 người Palestine thiệt mạng. Thông tin từ Vietnamnet, truyền thông nhà nước Libanon cho hay máy bay chiến đấu của kẻ thù đã mở hàng loạt cuộc công kích vào khu vực Asira ở thành phố Baenbek và một thị trấn gần đó. Các con đường ra khỏi Baenbek, thành phố ở phía đông của Libanon, nhanh chóng bị tắc nghẽn do các phương tiện đều cố rời thành phố sau khi quân đội Israel tuyên bố sẽ sớm tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại đây. Các quan chức thuộc lực lượng phòng vệ dân sự Libanon đã sử dụng loa phóng thanh để thúc giục người dân rời đi, trong khi các thánh đường Hồi giáo và nhà thờ cũng truyền tải thông điệp tương tự. Theo Telegraph, có nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những đám khói bốc cao sau khi Israel tiến hành không kích. Ngoài ra, thị trường Ba Anbek cũng cho hay thành phố này bị tấn công liên tiếp. Đợt không kích vào ngày 30 tháng 10 của Ba Anbek diễn ra hai ngày sau khi Israel mở đợt tấn công tương tự xung quanh thành phố. Các quan chức Libanon cho biết hơn một nửa trong số 250.000 cư dân ước tính của thành phố này đã sơ tán, trong khi phần còn lại chủ yếu chen trúc trong một số khu phố có đa số người Sumi sinh sống trong thành phố. Ba Enbek, được gọi là Heliopolis vào thời cổ đại, nằm ở thung lũng BKA của Lebanon, là một thành trì của Hebola. Thành phố này nằm cạnh một quần thể khảo cổ gồm các di tích và đền thờ La Mã và nó đã được Liên Hợp Quốc công nhận là di sản thế giới. Người phát ngôn của quân đội Israel Avichai Adre đã cảnh báo trước về các cuộc không kích bằng một bài đăng trên X với nội dung Israel sẽ hành động mạnh mẽ chống lại lợi ích của Ebola tại thành phố và làng mạc của các bạn. Vì sự an toàn của bản thân, mọi người phải sơ tán khỏi nhà ngay lập tức và di chuyển ra khỏi thành phố. Thông điệp của quan chức này bao gồm một bản đồ toàn bộ thành phố Baenbeck và vùng ngoại ô. Thông tin từ Vietnamnet, CNN dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Karin Jin Peter nói trong cuộc họp báo vào ngày 30 tháng 10 theo giờ Mỹ rằng Iran không nên thực hiện việc đáp trả đòn tập kích của Israel vào lãnh thổ nước này cuối tuần trước. Bà Jin Peter cho biết Iran không nên đáp lại đòn tấn công trả đũa của Israel. Nếu Tehran lựa chọn thực hiện đòn đáp trả, thì Mỹ sẽ sát cánh với Israel và hỗ trợ họ tự vệ. Theo nhận định của trang thông tấn Al Jazeera, tuyên bố trên từ bà Jean -Peter được đưa ra trong bối cảnh một số phương tiện truyền thông Mỹ. Trước đó cùng ngày, dẫn một nguồn tin Iran giấu tên nói rằng chính quyền Tehran sẽ giáng đòn đáp trả dứt khoát và đau đớn vào Israel ở thời điểm trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. CNN dẫn lời Thủ tướng Lebanon Najib Mikati nói rằng bản thân ông cảm thấy lạc quan về một lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa Hezbollah và Israel sẽ đạt được trong những ngày tới. Ông Mikati nói với trang tin Anjadia của Lebanon "Chúng tôi đang làm những điều tốt nhất và lạc quan trong vài ngày tới. Chúng tôi sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn với Israel." Theo số liệu được Thời báo Israel dẫn từ lực lượng phòng vệ nước này IDF, hôm 29 tháng 10, các đơn vị quân sự Jeninavim trong quá trình tác chiến trên bộ ở Lebanon thời gian qua đã vô hiệu hóa hơn 2.000 tay súng Hezbollah. Tuy nhiên, các hoạt động quân sự này cũng khiến cho hàng trăm dân thường Libanon thiệt mạng. Thông tin từ báo Vietnamnet, lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban, Unifin cho biết một căn cứ của họ tại khu vực Nakora đã bị tấn công tên lửa hôm 29 tháng 10, khiến 8 binh sĩ bị thương. Trang Al Jazeera dẫn thông cáo Unifin viết rằng vụ tập kích tên lửa trên có thể do Hezbollah hay một nhóm vũ trang nào đó ở Liban thực hiện, bởi tên lửa tấn công căn cứ ở Nakora được phóng đi từ phía Bắc. Thông cáo viết, quả tên lửa đã rơi xuống trụ sở Unifin ở Nakora và gây ra hỏa hoạn, tại một xưởng sửa chữa xe cộ. Tên lửa tấn công căn cứ ở Nakora được phóng đi từ phía Bắc có vẻ như được Hezbollah hay nhóm vũ trang nào đó khai hỏa. Được biết, ít nhất 8 binh sĩ áo thuộc Unifin bị thương trong vụ việc lần này và giới chức viên ngay lập tức lên án hành vi tấn công trên. Bộ trưởng Quốc phòng Áo Claudia Tanner cho biết 8 binh sĩ áo đã bị thương trong vụ tấn công nhằm vào căn cứ Unifin lúc 12 giờ 58 trưa 29 tháng 10. Chúng tôi mạnh mẽ lên án cuộc tấn công và yêu cầu vụ việc cần được điều tra ngay lập tức. Chúng tôi không thể và sẽ không dùng thứ cho việc Unifin bị đặt vào tình thế nguy hiểm, bất kể cố ý hay vô tình. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joseph Galan tuyên bố các hoạt động quân sự gần đây của lực lượng phòng vệ nước này IDF tại Liban đã khiến năng lực tấn công tiền lửa của nhóm Hezbollah suy yếu. Bưu điện Jerusalem dẫn lời ông Joseph Galan nói với các sĩ quan Thuộc Bộ Chỉ huy miền Bắc Israel hôm 29 tháng 10, những thành quả của IDF tại Liban là cực kỳ ấn tượng. Chúng ta đã tiêu diệt một chuỗi chỉ huy của Hezbollah và tôi ước tính năng lực tấn công tiền lửa của nhóm này chỉ còn khoảng 20%. Hiện Hezbollah chưa bình luận về tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Thông tin từ Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại căn cứ Không quân Ramon ở miền Nam Israel hôm 29 tháng 10. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, quân đội Israel, tướng Herzi Halevi cảnh báo, nếu Iran phạm sai lầm khi phát động một đợt tấn công tên lửa khác vào Israel, chúng tôi sẽ biết cách tiếp cận Iran với những khả năng mà chúng tôi thậm chí chưa sử dụng trong cuộc tấn công hôm 26 tháng 10 và tấn công rất mạnh mẽ vào cả năng lực và những vị trí mà chúng tôi đã giành lại cho sau này. Tướng Halevi giải thích rằng việc giữ lại một số năng lực tấn công là vì sự kiện này chưa kết thúc chúng tôi vẫn đang ở trong quá trình xử lý. Tướng Halevi cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng của quân đội Israel ở tất cả các mặt trận. Chúng tôi đang tác chiến ở Liban, ở Gaza, chiến đấu chống khủng bố ở Judea và Samaria và ở các chiến trường xa hơn. Tướng Halevi cảm ơn sự đóng góp của từng thành viên trong quân đội, đồng thời khẳng định mức độ sẵn sàng chiến đấu cao của Israel cho các tình huống trong tương lai. Hiện vẫn chưa rõ Iran phản ứng ra sao trước cuộc tấn công ngày 26 tháng 10 trong bài phát biểu sau đó một ngày lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng cuộc tấn công của Israel không nên bị xem nhẹ cũng như không nên bị phóng đại theo lãnh tụ tối cao của Iran Israel đã sai lầm trong tính toán về Iran và phản ứng của Iran đối với Israel nên được xác định bởi các quan chức nước này ông Khamenei nhấn mạnh những gì có lợi nhất cho người dân và đất nước nên được thực hiện tuy nhiên tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố rằng nước này sẽ có phản ứng thích đáng đối với hành vi của Israel nhằm vào lãnh thổ của Iran. Tổng thống Iran nêu rõ, chúng tôi không muốn chiến tranh, song sẽ bảo vệ các quyền của người dân và đất nước chúng tôi. Tổng thống Iran cho rằng nếu những hành động gây hấn của Israel vẫn tiếp tục, thì căng thẳng sẽ lan rộng ở khu vực Tây Á. Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp của Quốc hội Iran trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakr Kalibab cũng bày tỏ quan điểm rằng phản ứng của Iran đối với hành động gây hấn của Israel sẽ là chắc chắn. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bakhai cũng cảnh báo Tehran sẽ sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để đưa ra phản ứng rõ ràng và hiệu quả đối với Israel. Đối với giới chuyên gia, theo ông Yanip Vonler, giảng viên cao cấp về chính trị Trung Đông tại Đại học Ken, nếu Iran lựa chọn đáp trả, họ có thể sử dụng các lực lượng thân Iran để bảo vệ chương trình hạt nhân của mình. Ông Vonler nói, chúng ta phải nhớ rằng mục tiêu cuối cùng của Israel là chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và nếu Iran trả đũa, thì họ sẽ tạo cơ hội để Israel tiếp tục theo đuổi mục tiêu này. Ông Voulter nhận định, Iran có thể cảm thấy ngần ngại đáp trả trực tiếp vì thực tế cho thấy Israel có khả năng tiếp cận các mục tiêu nhạy cảm của Iran. Thông tin từ báo Tuổi trẻ cho biết, bộ trưởng quốc phòng Israel đưa ra cảnh báo cứng rắn với thủ lĩnh mới bổ nhiệm của Hezbollah. Israel cũng cho rằng Hezbollah đã mất khả năng tiến hành tấn công hàng loạt sau khi phần lớn kho rocket bị phá hủy. Ngày 29 tháng 10, nhóm vũ trang Hezbollah đóng tại Liban tuyên bố, Phó tổng thư ký Naim Kassem, 71 tuổi, đã được bầu làm lãnh đạo mới của tổ chức này. Ông Kassem sẽ đảm nhiệm vị trí tổng thư ký Hezbollah thay ông Hassan Nasrallah, người qua đời trong vụ tấn công của Israel ở Liban hồi cuối tháng 9. Theo hãng tin AFP, cùng ngày 29 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav cảnh báo việc bổ nhiệm thủ lĩnh mới của Hezbollah sẽ không kéo dài. Ông Ganlan viết trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng với bức ảnh của tân thủ lĩnh Hezbollah Na'im Katsam chỉ là bổ nhiệm tạm thời không lâu đâu. trong một bài đăng khác bằng tiếng Hebrew, ông Ganlan tuyên bố đếm ngược đã bắt đầu. sau chuyến thăm bộ chỉ huy phía bắc của quân đội Israel trong cùng ngày, ông Ganlan ước tính phần lớn kho rocket của Hezbollah đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel. ông nói tôi ước tính khả năng còn lại về đạn pháo và rocket của Hezbollah chỉ còn khoảng 20% và không còn được tổ chức theo cách có thể bắn hàng loạt nữa. Hezbollah đã bắn khoảng 60 quả đạn pháo về phía Israel vào ngày 29 tháng 10. Trong những tuần gần đây, Hezbollah đã bắn từ 180 đến 200 quả rocket vào Israel trong một số ngày, theo số liệu do quân đội Israel cung cấp. Quân đội Israel cũng tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào các cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí của Hezbollah bên trong Liban. Bộ trưởng Ganlan tuyên bố hàng chục nghìn binh lính Israel đã thành công trong việc đẩy Hezbollah ra khỏi tất cả các ngôi làng dọc biên giới và phá hủy mọi loại cơ sở hạ tầng ở đó. Các nhà phân tích từng nhận định Hezbollah sở hữu một kho vũ khí gồm khoảng 150.000 rocket trước khi bắt đầu chiến đấu với Israel ở biên giới phía bắc vào tháng 10 năm 2023. Sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ,